Hiện tại thì mình đang có mặt ở nhà máy bia Camel của bên anh Hải. Thì hôm nay rất là vinh dự là được anh Hải với lại mọi người đưa Nga với anh Hải Spa TV, bà em Diễm và mọi người đi tham quan nhà máy bia. Thì mình không có biết là nói lời gì hơn là mình phải nói là cảm ơn công ty bia Camel rất là nhiều, vì trong suốt hành trình vừa qua đã đồng hành và giúp anh em mình có những video chất lượng nhất bên Phạm Dũng nè, bên Spa TV và bên Nga Sumo nha cả nhà. Cảm ơn cả đại gia đình. Okay. Dạ, cảm ơn. Bây giờ là nhờ các anh đưa anh em đi tham quan một chút. Cũng là tất cả mọi cái là nhà máy bia chúng tôi đồng hành và sẽ được đón anh Hải Spa TV, Phạm Diễm và Nga Sumo. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Đây là bại tướng mà. Anh Hải, mình tham gia vui, giao lưu là chính, và mình đem cái sản phẩm của mình đến cho mọi người biết về Camel là 10. Đó. Chứ không có bại tướng nào, anh em trên bàn là vui thôi. Cứ phải, cái gì nó cũng phải là ấn tượng. Không, nhưng mà nói chung là bại tướng là bại tướng. Đây, mời anh em đi tham quan nha. Đây là khu vực kho. Đây, để quay một chút cho anh em cùng xem là kho. Kho này là xuất đi được đúng không anh? Không ạ, kho này là vừa trong nước vừa xuất đi. Kho thành phẩm chung. Để chuẩn bị ra một cái sản phẩm để chuẩn bị là phục vụ Tết. Rất là lớn luôn. Sức chứa là không, cái kho này tầm bao nhiêu anh Hải nhỉ? Cái này thì nói chung là cũng khoảng 300 ngàn thùng. Khoảng 300 ngàn thùng. Wow. Không. Dã man cơ. Rất là nhiều luôn. Bia Camel đỏ, bạc, chân vàng đấy. Wow. Anh em thấy là tất cả đây là dây chuyền cực kỳ hiện đại luôn. Dây chuyền sản xuất bia lần đầu tiên là em chứng kiến thấy luôn á. Dây chuyền hiện đại nha. Nóng lắm. Hả? Nó ấm lắm anh. Chưa ra bên kia nó mới lạnh. Đi qua bên đây là máy lạnh à, phải không anh ạ? Chúng ta đi sang bên này em ơi. Cẩn thận đâu rồi, em mà đi gần gần bên đấy là đóng gói luôn đấy. Kệ. Xuất đi nước ngoài là. Đóng cho anh nào mà biết uống bia, uống em luôn cũng được. Đây là đóng vỏ đúng không anh? Đúng rồi, đóng vỏ không, đây là cuối. Giai đoạn cuối rồi. Không. Hay nhỉ. Rồi. Dây chuyền của nhà máy chúng tôi là chỉ có 3 người với 4 người để vận hành như thế này. Vâng. Chứng tỏ là ở đây là hiện rất hiện đại. Nên là không cần phải nhiều nhân sự đâu các bạn ạ. Đúng rồi, em thấy một cái xưởng máy như vậy mà có vài người làm thôi. Đây là cái ấy đây đúng không anh? Đây là hàng xong ở đây đúng không? Hàng xuất khẩu đấy. Đấy, đi này để anh em biết là nhà máy bia Camel là máy móc cực kỳ hiện đại luôn các bạn nhé. Trời ơi, chắc em với anh cùng cái nhà chứ. Đây anh ơi, ba anh em mình cùng cái. Diễm nào. Đây, trời, 1, 2, 3 nè. Nào. Ôi. Ôi. Uống chừng cái chỗ luôn. Wow, tuyệt vời quá, vô. Nào. 2, 3. Anh em ơi. Bia Camel. Máy đỉnh. Máy đỉnh. Wow. Ôi, mát đã quá. Wow. Đã. Em thấy sao? Nó thì có trời nắng là lần đầu tiên mà uống trực tiếp như vậy luôn á, nó sướng. Nghe cảm giác đã hơn là mình có vô cái ly đá. Cái ly luôn anh, mà nó lại ngắt như vậy luôn nè. Trời ơi. Cái này bia này. Dạ. Ok. Wow. Đây chúng ta vừa đi trò chuyện. Đã quá anh. Đó, đây gọi là bia cắt tiết nha anh em nhé, đúng không anh? Cắt tiết đầu vòi thì vậy là gọi là bia cắt tiết thì ra là ý nghĩa. Có nghĩa là cái bia mà chưa qua tiệt trùng, chưa qua luộc rồi, chưa qua ấy. Nói chung là mình chụp đầu nó ngay từ lúc nó vừa sinh ra đó anh. Đúng rồi. Ngon quá. Nhưng mà bia này mà hôm nay làm thêm tí hải sản là đẹp lắm đấy. Không, tôi có quà rồi. Em chỉ thích ăn hải sản của Diễm thôi. Chưa biết là tôi nào nói với hai cái này. Chưa biết là có cái quà gì trong thùng đấy. Tức là thôi thì chưa lại Phan Diễm mà tức là làm quà thôi thì chúng ta khui quà luôn. Wow. Wow. Anh nghĩ là có bia thì nhậu với hải sản chấm với chấm chéo thôi. Trời ơi. Thực ra là khi mà ra đây là thăm nhà máy bia của anh Camel ấy là anh em tôi là có chuẩn bị rồi hải sản rồi. Anh là chuẩn bị bia. Thế là anh em tôi là bây giờ tí nữa vào chỉ có chiến thôi. Đây là các cái này gọi là cái gì anh? Wow. Bồn lên men đúng không? Ôi. Bia Camel chủ yếu là lên men là 21 ngày à? 21 ngày, 21 ngày.
anh thế ơi, là uống nó mới đậm đà. Em đang suy nghĩ là nếu một cái bồn này anh em mình uống mỗi ngày thì bao lâu mới hết? Thế là tức là chắc là lâu đấy. Mấy trăm khối nữa mà chị. Thì đó mình cứ 220. À, mình cứ dành cả đời, mình cứ là đi đi quay xong về cái mình thả mình ra, mình xả ít ra mình uống. Này, lúc nào khát nước thì gặp con mèo là hết khát nước luôn. Em cứ tưởng là em khát nước hay là khát nước ngọt hay bia gì là cũng phải gặp camel chứ. Không, camel là sản xuất tất cả các dòng nước uống mà. Tới đây là mình cũng chia sẻ thật với anh em một chút là mình đang ấp ủ đang nhờ bên chỗ camel, công ty bia camel làm sẽ sản xuất cho anh em mình một cái loại bia mà hàng limited. Limited. À. Đặc biệt đấy. Ừ, đặc biệt. Cái này cái mùi bia nó thơm. Thơm nhỉ. Mùi lúa mạch ấy. Mùi thơm. Này. Bia là gì anh? Bị không. Anh nghe có tên rồi. À. Bia là dành cho tất cả những nhà sáng tạo nội dung. Ồ. Nhưng mà nói chưa, đừng nói trước. Nói mình nói này sợ lộ mất không? Sợ lộ mà bạn Kỳ mà nghe được đó, bạn quay clip lên là biết hết đấy. Đấy, bia là bia camel nhưng mà phiên bản là dành riêng cho những nhà sáng tạo nội dung. Uống bia vào mọi người là thường hay say xỉn đúng không? Yeah. Nhưng bây giờ anh em mình uống bia vào để cho tỉnh táo, mát mẻ. Cho mát mẻ để ra nhiều video hay ý nghĩa. Em Dũng có nói với lại Nga là biết sao em thì thường thường em hay suy nghĩ lắm, mà mỗi lần em suy nghĩ là em tắm em suy nghĩ. Bây giờ là Dũng khỏi cần phải tắm luôn, Dũng uống bia là Dũng nghĩ ra luôn. Sáng tạo nội dung mà. Quá. Bây giờ thì mọi người đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, giờ anh em mình sẽ vào trong. Chân anh dài hơn em, anh bước okay. Em, chân em lùn, em chấp nhận em lùn em. Nhưng mà em thấy khuôn viên đây đẹp không? Em đang tính hỏi là 15 cân đây nha. Thế anh em mình bữa nào câu con nhỉ? Câu con lên không biết nó có giật được không. Nga thì nó lôi xuống dưới giường. Một là em với Diễm có cá ăn mà hai em với Diễm là xuống nước luôn. Trước là em giật gãy cả cần của Hương cũng cá rồi. Nói chung là mất luôn cái cần của chị Hương bị cá lôi rồi. Bây giờ thì vào để ăn trưa anh em nhé. Nha. Hôm nay thì anh em mình phải nói là cảm ơn anh Trung cũng như là anh Hải, anh Hán. Đấy. Mọi người đã chuẩn bị một đại tiệc hải sản ở đây rồi. Thì đây có hai con tôm hùm Úc, một con tôm hùm bông. Đấy. Con này là King Crab Việt Nam này. Đấy. Đây là con Alaska ghẹ này. Và đây là có con tôm hùm bông này. Và đặc biệt là có một con cá gọi là siêu to khổng lồ. Con này là cá gì đây? Cá này vừa đêm qua là đặc phái viên ra biển, Quảng Trị bơm. Đánh ở tại biển đấy. Điều đặc phái viên ra biển đánh à? Đặc phái viên ở biển Quảng Trị đấy. Mời anh em đi. Mời cả nhà nha. Ở đây trên bàn là em thấy có 2 loại bia, 3 loại bia, 4 loại bia mà đều là của camel hết cả nhà. Này đều của camel nhưng mà anh em mình sẽ uống bia cắt tiết trước. Cắt tiết trước nha. Cắt tiết camel. Anh em mình là cắt bia ăn thề luôn nha. Nào mời anh em nha. 1 2 3 vô. Bia camel. Mà đấy. Ủa. Đây đang sản xuất cho nên mấy nó mát lạnh. Giờ này Huynh vẫn khỏe chứ? Đã bị khỏe quá. Đã khô khỏe. Đấy. Thôi có khi là anh em mình ra đòn đi nhỉ? Nhờ Diễm. Tôm hả? Dạ ăn tôm chứ. Anh em mình cứ tôm mà phệt thôi. Đấy. Hôm nay thì mình hết sạch chẩm chéo rồi. Thôi được rồi, không sao. Em phải gọi cho chị Tuyên để chị Tuyên cung cấp cho hành trình anh em mình vô trong Sài Gòn cũng được. Trong Sài Gòn thì có rồi. Dạ. Đấy. Liên hệ với bạn Diễm. Ui, ngon chưa? Đúng sở trường của Phan Diễm rồi. Mình cung cấp. Chín tới à? Dạ, vừa chín rồi. Vừa chín rồi hả? Vừa chín chấm với lại à? Đây không phải nhà hàng mà đây công tự. Đổ bia vào hấp à? Đổ bia tươi. Hình như là em vẫn thấy hơi có gì đó gọi là tí sashimi sao anh ạ? Vừa ăn chín vừa hấp vừa sashimi luôn. Kệ, uống bia nữa là hợp lý luôn. Hôm nay hấp là vẫn bị tươi, cuộc đời nó thể hiện sự tươi tắn, tươi mới. Rồi, đã hiểu. Phong thủy đấy, hay quá. Phong thủy đấy. Ngồi đây cái view này phải là view chịu view, nó ngồi ra có sông có nước. Nhưng mà hôm nay thực sự khi đến đây view đẹp à? Là mưa rất là to. Đấy. Nước. Sau đó thì khu đi anh em đi tham quan phát trời nắng ngay, chứng tỏ là anh em mình gọi là may mắn đấy các bạn ạ. Nhưng bây giờ mình vô ăn trời lại mưa. Ừ.
lý tưởng để mà chị em mình ngồi uống với nhau vài ly. Hôm nay thời tiết ở Quảng Trị đẹp nhỉ? Dạ. Đúng không? Như gái 18 ở Sapa. Mưa gió thì cũng là việc của trời đó, nhưng mà khả năng nào trời đang ủng hộ. Dạ. Mưa là nước là đại diện thủy đó. Em cắt sao? Thôi mời anh em ra đòn đi. Dạ. Kính lão Đắc Thọ. Đây mời. Mời trưởng bối. Em mời gấp trên hán. Em mời anh Hải nha. Em gấp trên hán nha. Anh Hán ở sao quá. Anh là cứ nhịn miệng đại khách thôi. Đây. Nha. Nhịn miệng đại khách. Tính của anh là như thế. Em cảm ơn. Dạ cảm ơn. Mọi người cứ tập trung gấp vào ăn uống cho anh sướng. Anh Trung là nhịn miệng đại khách các bạn ạ. Bác Nhiễm. Trời ơi đây. Ăn cái miếng bé sao mà xứng tâm anh em mình được. Đây. Phần diễn tí là khách hàng ủng hộ cái chầm chéo nhiều quá cho nên hàng làm cháy. Hết bây giờ cháy. Thực sự là nó cháy thật đấy. Cháy. Mình làm phải làm một nhà máy to nữa đi. Nhà máy đấy không đủ đâu. Dạ. Ý định là em tin là ước mơ của anh Hải là về Lào Cai Sapa đi. Anh cùng các em sẽ dựng thêm một cái nhà máy. Wow. Nếu mà được thế còn thì bằng. Thôi khi qua đã nói Nga về đây là cái sản xuất học sang Mỹ ngon luôn. Wow. Cảm ơn các anh. Bán 100 triệu dân không mà bán cho 8 tỷ dân. Wow. Đấy, tham vọng nó phải lớn chứ này. Rồi quá uy tín luôn. Bài tướng Camel đi đâu là chầm chéo. Bên cạnh bên đấy. Phải có em Diễm bên nữa. Bên cạnh bên đấy. Phải có hai Diễm nữa. Rất là chuẩn. Đương nhiên là bộ ba rồi. Còn anh em mình là uống, Diễm ăn. Là phải tới đây vào Sài Gòn là bê hết cả cái kho hàng, cửa hàng của đồng chí Diễm này nhá. Em bé thôi anh ạ. Thế thì mới bảo bê hết. Nhưng mà như thế. Bên này chỉ có bê thôi. Em ăn thử xem. Dạ em thử. Ăn theo kiểu đúng kiểu sashimi mà em thích luôn. Ở ngoài sống. Chín nhưng mà trong còn sống nguyên. Ngoài đại gia đình nha. Em mời mọi người ạ. Vâng. Lần đầu tiên sashimi. Nhưng mà nhìn Nga Sumo ăn rất là ngon. Mấy ngày hôm nay là anh em cứ hay bình luận theo kiểu tiêu cực. Nói là Nga Sumo ăn thế này ăn thế kia, nhưng thực sự các bạn ạ, ngày trước mình cũng đã nói rất là nhiều với anh em rồi. Quan điểm anh em mình ấy, ăn uống ấy là ăn làm sao cho nó nhìn nó ngon miệng nhất có thể. Còn ông muốn ăn kiểu gì, ông muốn bốc chân bốc tay hay là ông muốn lấy đũa lấy dao lấy diện, đấy là việc của ông. Nhưng mà ăn là phải ngon. Đấy, chẳng hạn như này này. Đấy nhá. Sao anh em ăn cứ như này này. Đấy. Đấy. Đây anh em nhìn thế này. Anh em nhìn thế này. Đấy. Nhìn người ta ăn thế này. Đấy. Ok chưa? Lại có xương ở trong. Nó phải đúng kiểu. Đúng không này ca? Không nói được. Ê, cẩn thận nó nghẹn, nghẹn. Thật đấy. 46 tuổi rồi nguy hiểm lắm, nghẹn là cái cách là ăn như thế. Thì Hải Dâu này chia sẻ lại là uống bia thế này. Ôi cẩn thận anh em. Oh. Hết sức bình tĩnh. Thôi được rồi. Họ. Vâng. Không họ được. Không họ được. Thôi được rồi, anh sinh ra để uống bia thì em cũng xin phép là tiếp chiêu của anh. Nga anh em mình tiếp chiêu của anh tí cho... Chơi luôn, hết luôn luôn hả? Hết luôn. Còn này anh Trung thì uống bao nhiêu thì uống nhá. Dạ, mình cũng xin phép là anh Hải đã uống như thế nào thì anh em mình phải uống như vậy. Uống như thế, phép vua thôi là uống nha. Hết nha. Chống lon nha. Chống lon à? Bó bẹp nha. Để cho... Ui, ngon thế nhỉ, ma râm. Ma râm. Bia tươi tại vòi, chiết vào cái nó lạnh quá. Đây. Cho anh em xin một tràng pháo tay cái. Okay. Anh tin ông, cái gác của nó mạnh đến nỗi mà mình cái bọt á. Nó đẩy cho mình mà uống như vậy mình lên đường ngon. Uống mới sướng à? Để mới sướng anh còn biết mà không bọt không ngon. Ngồi đây nhà mình view ra, núi. Quá đẹp. Bác thì bác quay cho một phát triệu đi ra ngoài đấy phát. Rồi, ok. Rồi, anh yên tâm, tí nữa. Em thử con tâm một bông. Tiếp đi em ơi. Em xin qua đây. Đây. Nga Sumo đâu? Em thử giúp anh. Đưa em mượn cái con này đây. Đấy. Ui, cái gì? Anh ơi giữ cái cặp này lại nha, tí em. Thiếu bia rồi, em Hải đề nghị là Hải cứ uống bia thêm nha. Nhưng mà từ nãy giờ uống hơi nhiều. Tiếp viên của công ty là bia tươi. Rồi, ok. Bia tươi đâu nhỉ? Ôi, con này giống như là... Ôi, bia tươi hay Slick? Đi uống cái trong này đi anh ạ. Ok. Rồi, chiên.
Wow. Đấy, con em. Con này giống như là đang cái này. Nó sao? Nó giống như là nó bị thay. Nó không phải, nó đang thay vỏ ấy anh. Ồ. Luôn nhỏ đang tính là mùa xuân này có áo mới cuối cùng lên bàn luôn. Mai ra phải đi tập về nhà hàng mượn cái phòng tập gym. À, chà. Em bật mí cho anh Trung nghe một điều nha. Anh Phi lên nhà em 5 tiếng để tập gym. Bà từ khỏe như vậy. Từ lúc mà anh Hải mua về anh Hải chưa tập được ngày nào. Từ hôm lên clip. Để bắt đầu là ông này ông phải đi suốt. Phải dù anh lên đấy để hai em cùng nhau chiến đấu. Con này ngon đấy. Con này chất lượng. Đúng là hàng. Phải nói là về Quảng Trị này. Ôi cái gạch kìa. Cái hải sản là cũng là ngon đấy. Ngoài cái hải sản của Việt Nam, còn cái này là tôm hùm bông này của Việt Nam mà. Cái này bự gấp 3 lần cổ tay em. Ngày xưa mình cái thời điểm mà mình ăn tôm hùm bông này mà đắt nhất ấy là 4 triệu 9 hay 5 triệu 9 đấy nhỉ? Ở Cần Thơ là 5 triệu mấy. 5 triệu 9. À cái nhà hàng đó đó anh ơi. Chưa thấy ở đâu bán đắt như thế. Anh lại không tiện nói lên. Em cảm ơn. Nó cứ phải đậu quá xì ngọt nha. Anh Trung quá tuyệt vời. Quá xì ngọt. Anh bây giờ chỉ là nhịn biết đãi khách thôi. Anh đừng có nhịn. Anh cứ ăn thoải mái đi. Cho xin cái khung giữa để em của anh, đây là người em của anh Hải. Cũng là rất là sống với nhau. Đây, cứ để đây. Rồi. Tức là hai thằng Hải tiếp kiến cho thằng em của mình. Quá tuyệt vời. Rồi. Cứ để đây. Rồi, xin cảm ơn ạ. Làm bà bê. Bập ngay. Một đỏ luôn đi anh. Một đỏ luôn. Bập cháo, pha ớt. Ây da, ôi mà hai thằng Hải. Gắp cho cái này ăn ngon ngay được. Ngon. À, anh Trung ăn cái vị ngon ghê. Có xương. Sao có xương? Đúng rồi. Anh xem thế nào, mai tăng lương nha chứ gắp hàng cho mà lại còn phải có xương. Em mình tức là bao giờ cũng phải xương sọc. Đây, mời anh em nhá. Chắc quá. Ngon không? Nhưng mà đúng là hàng sách tay thật, ngon. Con tôm hùm bông này ăn thích là con tôm hùm bông. Báo cáo luôn nhá, tôm này là tôm thiên nhiên 100%. 100% luôn, nếu mà Phạm Diễn mà quá thôi hàng cũng này là con to hiếm ấy. Người ta báo như thế. Người ta báo như thế. Không phải nhưng mà ngon lắm. Đấy, quý tín mà. Camel chấm chéo và một chút ớt với lại tiêu sọ đen. Bột đỏ. Ngon. Anh ơi. Anh ơi, em xin phép là lại làm thêm cho Huỳnh Phát nữa. Anh em nghĩ là nào em phải mời anh làm đại lý em cái gì nhỉ? Mời anh làm đại sứ thương hiệu. Ok em chào. Nhưng mà cái kiểu tự nguyện anh đưa tay. Ăn cảm giác kiểu mình đón nhận cái miếng nó cảm thấy nó phê pha anh em ạ. Ăn là phải ngon, đúng không? Dạ. Ta không ăn thì thôi, ăn là phải ngon, đây. Ăn là phải phê. Đây, còn em gái mình nên mình nói, ăn gắp cho miếng nhỏ nhỏ thôi. Đấy, thôi. Rồi, ngại thì thôi. Phiền lắm. Đấy, ngấp mồm. Ok không? Tôm hùm bông mình cũng là loại tôm hùm ngon nhất thế giới. Đấy. Ngon, dạ, đúng rồi. Mời anh em nha. Giá cao. Đây cho em gái mình nha. Nha. Em xin. À, chuyển nè. Chất lượng như này. Hồi nãy em thích ăn uống là cứ phải ngập mồm. Dạ, mình thích ăn mấy cái này giống như nãy thích cầm tay. Báo cáo rằng Chí Hải với cả Nga Sumo và Phạm Diễn là này hôm nay là cây nhà lá vườn đấy. Cây nhà lá vườn. Thôi em nhìn cái hải sản luộc chín khoảng 2-3% này em thấy ôi uy tín rồi. Chín mỗi cái vỏ luôn. Chỉ hấp bia thôi mà cứ luộc. Nó luộc bia thôi. Hôm nay chỉ hấp được mỗi bia đấy. Xem cái chất lượng hấp nó đậm đà thế nào. Thơm nhỉ. Mấy khi anh em mình tiếp đi. Anh em một hồi say luôn á. Bia quán không? Tức là lon này lon thứ 3, năm thứ 3 rồi đấy. Rồi, không quan trọng là bao nhiêu lon, mà quan trọng là anh em uống với nhau vui vẻ thôi. Yêu. Anh là không nên cay cú cái vụ bao nhiêu lon. Thế đùa chứ anh Hải từng là bại tướng của Nga Sumo nên là mỗi lần nhìn thấy Nga Sumo cứ như kiểu là cứ kiểu rợn tóc gáy anh nhỉ. Rồi gạ lên tí. Mời anh Hán nha. Anh Hán nha. Em ơi, em cắt nốt con kia đi. Anh em mình xử là xử luôn đi.
chị mới đưa nghe phụ em đâu. Dạ, không sao. Trong tầm tay của em được không? Bên này. À. Con này nó đứt ra rồi. À, con này là hẹo rồi. Con này buộc chỉ. Mẹo. À, buộc chỉ à? À hàng hàng anh xem là đánh giá lại hạnh kiểm hàng buộc chỉ này nguy hiểm. Hạnh kiểm vẫn đang là người tiêu dùng tín nhiệm đấy. Coi quá. Em cảm ơn. Công Nga thì Nga. Em thích ăn cái gạch. Tổng đấy, ô đây này. Nga phải sơi cái quả gạch thế uy tín anh ạ. Đấy. Này là. Lấy thìa. Nè gạch nãy giờ mình ăn không? Để mình ăn. Cái đầu này thường thường chặt cho nấu cháo. Anh ngồi gần Nga là sau này cái lết ăn của anh là nó cũng giống Nga đấy. Anh em mình ấy là Nga nó là học trò của Hải. Ngày xưa mình ăn cái miếng to mình cầm nguyên cái chân giò mình gặm các kiểu cũng bị anh em nói nhiều lắm. Đấy, nhưng mà thực sự mà nói kiểu ảnh cái này gọi là đây là con này là con gì nhỉ? Con Alaska. Alaska. Con này là Alaska baby anh ạ. Đây ăn thịt lên này. Rồi. Ngoa cái này. Anh ơi, em à. Thôi anh xin cảm ơn em. Dạ. Thì em giống như anh Trung vậy á, em cũng từ lúc mà em coi kênh của anh Hải là bắt đầu cái ước mơ làm YouTube của em mới hình thành. Đó cho nên nó khổ vậy. Ừ. Anh em ăn giống như món gà đen của ông ấy. Anh là anh học em nghe. Cà Việt Nam đào nhá. Dạ. Một cái lúc nào đỏ nè. Nhìn lúc này. Wow. Live stream gà đen. Ờ. Hay quá nè. Cảm ơn hắn. Ngon. Là cái hôm anh xem mà ăn cái trễ, ăn cái trễ dày. Vâng. Em ăn nó là em thích ăn nó chịu không? Ừ. Xuống miệng. Nhiều anh em cứ bảo là sao mà Nga Sumo ăn Nga khỏe thế, thực ra là anh em mình không ai bắt ép cả. Anh em thích thì anh em mình ăn. Đúng rồi. Phong cách của chị như thế chứ ở đây không ai. Nói chung là mỗi người có một cái cách ăn khác nhau hết. Ngon miệng. Wow. Miếng đầu tiên mà ăn chung ao thế này là. À, anh ơi, bạn sự như ý thế này. Nhưng mà anh không sơi được đúng không? Anh sơi. Ôi vậy hả? Tay phải tay trái. Tay phải tay trái. Cái này là anh em mình chiến trước. Nga Sumo chiến trước đi. Hai anh em mình cùng nha. Mày thầy luôn. Ui ui. Đấy. Ui. Ngập mồm. Nhìn ngon nhỉ. Anh Hán này. Rồi anh chiến đi anh. Anh Hán làm phát luôn đi. Phát luôn. Là quánh phát luôn. Quánh ngập mồm nha. Đây, quánh bé này nhá. Rồi. Trời vì mưa gió, con người thì hiền hòa, đấy, vui vẻ. Đúng lúc ăn mưa to mà nó mưa nó mát chứ. Sướng nhỉ. Không, tức là không phải mình quay mà đi tham quan thì là trời nắng đẹp. Thôi, anh em nhìn này, xin phép anh em tí nhá. Ngủ rồi. Ngọt anh ạ. Cứ ngọt nước tiêu thì cho tí chầm chéo cái nó ngọt hơn này. Dạ thôi được rồi. Rắc vào. Em thích những cái gì mà nó thuộc về tinh túy nguyên bản anh ạ. Đấy. Hàng nào là mình phải chơi nguyên bản chứ mình không nên thêm những cái gia vị nào. À anh hiểu không? Em cũng vậy đó. Em ăn bún phở hay bất kỳ món gì cũng không có pha gia vị. Ăn tinh túy của nó thôi. Ôi anh ơi em tìm được thấy là bí kíp rồi nè. Đấy, ủa cái này ăn là nghẹn luôn đấy. Bí kíp bỏ đàn nha. Cẩn thận nghẹn nha. Chấm cái gì cũng được. Có bia rồi không lo ạ. Ui ngồi hút một phát luôn. Cùng với khán giả một cả luôn ạ. Vô. Vậy anh em đi. Ừ. Nhưng mà cái con Alaska này ấy, không được ổn lắm. Nhưng mà đổi lại cua cái này lại rất là ok anh ạ. Không ổn là do cái ông ship đêm qua ông về ông ngủ. Dạ. Là làm 12 giờ đêm là ông phải đón. Thì ông lại không trình bày cho anh thức. Mai anh chỉ cho em cái địa chỉ cái nhà hàng đấy để em đến em. Ủa ngon lắm. Anh ơi em. Hả? Cho em xin thêm một con nữa đi. Nga Sumo thích rồi á. Nga mà thích món gì món đấy là ngon đấy. Nga mà thích món gì là Nga đẩy món đấy là nhấc người luôn đấy. Em mà thích là em nhích liền. Trời ơi. Ôi đâu đâu. Con này là đỉnh luôn. Con này là đỉnh luôn á. Trời ơi em cảm ơn Diễm. Diễm ăn với Nga không? Dạ rồi, chị cứ tự nhiên em đây nữa con đây. Đây đại gia đình ơi. Rồi, xin em. Đây là đúng là bao luôn á. Cái này là bao rồi. Cái đó là vừa gạch son, gạch vàng béo lắm vậy. Đấy thì nhất người luôn. Vừa có ớt nè, chấm chéo nè, hạt dỗi mắt khén rồi vô. Xin đi.
ăn nhẹ nhàng lắm. Đúng rồi, ăn nhẹ nhàng cho đẹp, đúng rồi. Múc cái gạch lên. Vậy là nhẹ nhàng. Ăn nhẹ nhàng. Nhìn ăn thì mình thấy đẹp. Nó ăn ngon mà. Đấy, anh em nhìn không? Đói buồn. Cái lực hút của em khét đấy. Trời ơi, em hút tất cả. Em có tất cả mọi thứ trong tay. Từ thứ hai tới chủ nhật. Dạ. Ui, đây, đây, đây. Em gái này. Em gái làm thử tí đi. Em cảm ơn. Chứ dạo này là Phan Diễn nó cũng đi nhon lắm rồi các bạn ạ. Dạ. Giống mình. Cứ ăn thoải mái đi. Mời cả nhà nha. Nhưng mà cua gạch đấy là phải loại như thế này này. Hấp như thế tầm này là ngon. Gạch quá là nó bị khô, nó không ngon nữa. Cái nhỏ đầu bếp này lại giỏi. Làm sống thì ngon. Cua gạch mà hấp lòng đào là trên giường cán bộ đầu bếp. Nếu mà hấp chín quá thì cứng. Đúng rồi. Cua gạch hấp lòng đào. Tăng lên giảm giờ làm. Hải ơi, trên là nhà máy bia cơm em này cử cái đầu bếp tại trường Vĩnh Phúc vào rồi. Nếu mà đầu bếp đấy mà gặp em đây là tăng lương và xong anh biết làm gì rồi đấy. Là về nghỉ hưu luôn. Không mà hỏi cua ngon. À, cái nguyên liệu ạ, chất lượng bia nó qua cái chất lượng Vĩnh Phúc này cua nó quá ngon. Đầu bếp của nhà Violet. Nhà hàng tiệc cưới Violet. Anh ơi, cho em mượn cái ghẹ này. Cho hai em chút sức khỏe nhau một chút. Em chút sức khỏe em nhá. Vạn vạn sức khỏe và may mắn lúc làm cũng thành công nhá em nhá. Hai em ra đòn đi. Hai em đang uống bia Camel lại chuyển sang bia Stand. Em ơi, bia của nhà máy bia Cơm Mèo rất nhiều sản phẩm. Tức là tôi thích cái loại này thì tôi uống loại này, nhưng cái loại kia tôi uống loại kia. Anh Hải rất là tâm lý luôn ấy. Anh sợ em say, em xuống tập độ liền. Xuống độ liền mà. Thôi, em cắt tiếp ghẹ đi. Ngon quá. Bú xua. Ghẹ ok không? Rồi ok. Em gái. Em xin. Nga sumo test thử xem nào. Ghẹ nào. Em đó hả? Nga, trời luôn. Hơi chậm nhỉ. Em hơi chậm hả? Đây là tay này. Đây là video này sẽ chiếu trên kênh của Sapa TV và Nga sumo nên là anh em mình cứ ăn làm sao cho thoải mái nhất có thể. Dạ. Đây em. Quá. Đây các em. Thật ra. Nghe vẻ chuyên nghiệp hết nhỉ. Em coi là có tiễn về nhà hàng Violet vậy. Nhưng mà bán hải sản. Ok, cảm ơn em. Ông thử ra. Trên đi anh. Ngon nhỉ? Dạ, tốt lắm. Hai em ăn hết vị muối rồi. Tình cảm ơn chung. Ngon. Lịch trình của Nga chắc là ấy nhỉ? Dạ, yeah. Sao anh cho em nghe ạ? Mấy tháng nữa thì lại bay sang Mỹ. Dạ, yeah, em bí mật. Từ đấy lúc à? Mà nó trượt hộ chiếu, em trượt hộ chiếu á. Chán luôn. Là em nó là ở lại Việt Nam ăn Tết rồi anh ạ. Ăn Tết. À, tối đây. Chứ là định hai anh em mà đi với nhau qua Mỹ rồi mà. Tới đây khả năng là khả năng là anh book tour cho anh em lên đi châu Âu đi để đúng anh em em mang bia châu Âu mà. Nhưng mà khả năng là cho Nga đi thi đấu bia. Em đang tính là ý tưởng là mình sẽ đi cầm bia Camel đi uống với mấy anh chàng người Tây á. À mấy anh Tây đi. Mà anh biết cái người Tây á vui lắm. Em đứng em đo với mấy đứa bạn em rồi, em bằng cái đùi thôi. Nhìn em đứng nấm lùng nha. Ý kiến này nha. Rồi anh Trung nói em nghe. Nga lâu nay là chưa bại tướng dưới tay ai cả về uống bia. Đúng không? Về ăn thì đương nhiên đang là vô địch thì về uống bia. Em ăn thì anh Hải đây là đại tướng của Camel về uống bia. Hôm vừa rồi cách đây khoảng hơn tuần là đã bị thua dưới tay của đồng chí Nga Sumo. Đồng chí Nga và đồng chí Nga Sumo cũng đã được tập đoàn Camel là nhanh chóng là mời về. Đưa về đoàn Camel mà mời về đồng hành cùng bia Camel đúng rồi. Thì hôm nay nhân cái tiệm lên sóng nha. Nhưng mà như này, em bảo anh như này, hàng năm là em nghĩ là đại ca nên tổ chức một cái giải để giao lưu bia thôi, không phải là thách đấu với Nga Sumo mà là giao lưu với nhau để mình tìm ra những cái thần cồn, thần bia. Nha. Thần ăn nữa, kết nhưng hợp. Mà... đúng rồi. Dạ. Xong rồi Nga sẽ làm ban giám khảo. Chứ còn nếu mà thi đấu với Nga thì sẽ định luôn
nhưng mà anh đang có một số anh em là đang chưa phục. À hiện tại một số anh em là anh thấy trên cái mạng là vẫn đang là đợi Nga Sumo là về Việt Nam để mà được thi đấu bia. Ý là bây giờ anh Trung đang muốn trực tiếp coi. Thế thì mình muốn là để cái gọi là tâm phục khẩu phục ấy. Thì mình cứ ra một cái giải đấu. Thôi được rồi, bây giờ như này, cái câu chuyện nó lại như này nó dễ này. Em tới đây sẽ mở hệ thống nhà hàng Sapa TV trên cả nước. Nên là mình sẽ treo cái giải đấy ở những cái nhà hàng mình. Đấy là chiến. Đúng rồi. Câu chuyện ông nào mà cứ gửi CV, CEO lên lịch đủ khả năng chiến đấu thì anh em mình sẽ gọi là tổ chức hàng tháng hay là hàng quý hay là hàng năm chẳng hạn. Hàng tháng vui ạ. Hàng tháng một. Bởi vì đấy, phần thưởng thì sẽ do công ty bia Cabel chi trả anh em nhá, không phải tôi. Nhá. Ok chưa? Okay. Đó mà nha. Còn là con SH hay là báo cáo với cả mọi người thế này thì là cũng đang SH nhập ấy. Cũng đang mong muốn là tìm ra những cái người gọi là thần côn, đúng không? Đúng rồi. Thần sâu à? Thần côn, thần côn, thần bia, thần côn. Thế thì mong muốn là một tháng tổ chức một lần ở cái nhà hàng Sapa TV trên cả nước. Đó. Mình đăng ký, ông nào mà đăng ký ở đâu thì là ở nhà hàng Sapa TV gần nhất. Nga sẽ đến đấy, đúng không? Giao lưu. Mình tổ chức một cái giải uống nhanh hoặc uống nhiều. Dạ. Ok. Thì mình sẽ có ai nhiều. Ai thắng được Nga Sumo gạch ngang Camel thì sẽ thưởng ngay một con xe SH. Còn em thắng được gì ta? Nga thắng thì là Nga chỉ là giữ em là quân triều đình rồi, em phải hơn thế. Em bây giờ bây giờ trên kênh của anh Hải Sapa TV và cũng như là kênh của Nga Sumo có em Diễm rồi luôn ha, thì em cũng cho em góp ý kiến một cái ý kiến nho nhỏ đi. Bây giờ người ta nói là bây giờ không có công thì cũng có cán, đúng không? Công cán đi với nhau mà em không cần phần thưởng. Nhưng mà ví dụ như bây giờ em thắng được 5 trận đi. 5 trận đi, 5 trận liên tiếp đi. Không bại trận trong 5 trận đó, không bại trận nào thì em xin phép là xin đại diện của tập đoàn Camel hay là một cái bên quản lý tài chính gì đó trích xuất cho em một số tiền nhỏ nhỏ để mà em làm bà con ở trên vùng Tây Bắc. Cái đó là cái điều mà em muốn thôi, chứ còn Camel sẽ đồng hành nhá. Camel sẽ đồng hành cùng các sự kiện và những cái clip đó, nếu mà có những cái clip đó thì em thường rồi anh em mình vô đi, quá đẹp luôn, đứng đi. Đấy, đó là điều mà em không lời. 1, 2, 3, vô. Ngon quá. Nhưng mà giờ anh em mình phải ra đòn cái con này đi nhỉ. Dạ, con cá đi anh. Báo cáo đồng chí Hải là đồng chí Diễm đi. Đồng chí Diễm cắt cái này đi. Ê, để em con cá này, để em đi. Diễm nãy giờ vất vả rồi. Đi ngang có thấy từng khứa nè. Chiều theo nguyện vọng của đồng chí Nga Sumo đấy. Dạ, để em. Cá này chắc quá. Chờ em lấy cái này, lấy phần thịt thôi. À, lấy phần thịt rồi, vậy thôi, em không cần cái này đâu. Em cần cái thìa thôi. Đây, cho em xin cái thìa. Dạ. Cái này bì nó dày ấy. Dạ, thôi em đổi đầu đũa đi. Đây. Mang về đây là đúng rồi. Rồi, không sao. Đây. Cái này là cái gì ta? Cái này là cá bớp biển. Này. Ơi, nhưng mà Nga ơi. Dạ, em nghe. Cho anh Hải lấy cho em Hải, cho anh một tí thôi. À, một tí à? Ồ, dạ. Là. Thì những cái em mà tính lúc là lấy cho anh nhận hai con tôm rồi. Đây em lấy cho anh. Chậm chậm chéo nhá. Rồi, em bên này. Đi chậm chéo nhá. Vâng, thôi được rồi. Cho không được rồi chứ. À, có đi có lại, có lại. À. Có đi có lại. Dạ. Này Diễm ơi, chị Nga gửi cho em. Này. Thì ra mi chọn cái chết à? Em ngáp rồi. Đây anh Hải, em xin phép. Xin. Đây cái chén của anh Hải ngập rồi nha cả nhà. Không. Này chị thấy em chăm sóc tốt cho anh Hải không? Lại đối xử lại tốt đúng không? Hôm qua là anh Hải chăm sóc, nay lại đối xử lại. Nay lại không để anh Hải thiếu hơn cái gì luôn. Đúng rồi. Đây là cái có đi có lại. Em mà thử em một đỏ này. Chắc gì mà cái mồm nó lỏng. Thử một đỏ nào. Thôi chấm không có gì để chấm nên mình khỏi chấm đi. Chấm chéo em ăn hết rồi, cho em miếng ăn chéo nữa. Đấy. Trời cháy hàng thôi. Cháy hàng thôi. Anh Hán bị bối rối quá. Thấy cái miếng này khủng quá hả anh à. Này xin phép mời đại gia đình nha. Một đỏ luôn. Ôi trời. Quá uy tín. Number one. Vẫn nói chuyện được nhau. Em trai. Em trai của anh. Nhưng mà ở đây có ai em anh mà. À không. Anh Hải anh buồn mấy thằng em trai tôi bố với hai thằng em trai cả. Hai thằng em trai. Ok.
nha. Ba thằng em dài đi cho anh nó. Anh Hải mới bảo là uống không ông tùy tùy anh ơi. Anh ơi, nhưng mà đây hai đứa này cũng em dài hết rồi. Em dài là anh uống, em dài trước, còn em là anh uống sau. Không, nhưng mà nó dài hết rồi. Dài hết rồi. Thôi em đứng đi đi. Thôi thông nghị quyết chúng ta ý của anh mời tất cả các em trai em gái rồi. Dạ. Bây giờ chuyển lại thành em trai rồi thì chúng ta... nhưng mà đề nghị anh ngồi xuống chứ anh mà đứng bọn em không đứng thì hơi thất lễ. Hô một câu. Dạ. 1 2 3 camel, 2 3 camel và 2 3 uống bia camel. Ok ok. Cái nội dung. Rồi. Và anh sẽ là người bắt nhịp. Rồi. Ok. Dạ. Anh em ơi. Uống 2 3 camel, 2 3 camel, 2 3 uống bia camel. Rồi cảm ơn em nhé. Thực sự là ngày hôm nay thì cảm ơn anh Trung, anh Hải và anh Hán rất là nhiều. Sau này thì anh em mình dài dài sẽ có nhãn bia là Camel đồng hành cùng anh em mình. Đấy, thì hôm nay thì mình cũng thay mặt Nga Sumo, Phạm Dũng, Phan Diễm mà cảm ơn hãng bia Camel rất là nhiều. Chúc hãng bia là sẽ sản xuất đủ để tiêu thụ trên thị trường Việt Nam, bởi vì là bây giờ thì mới đang là xuất khẩu thôi. Dạ, đấy, bắt tay anh cái, anh em bắt tay như thật. Đây. Nhưng mà vỗ tay thôi. Dạ. Còn bây giờ thì anh em mình xin phép là kết thúc video từ đây, bởi vì là anh em còn phải ngồi bàn thêm một chút công việc nữa. Sắp tới thì mình cũng bật mí với các bạn rồi đấy, là mình sẽ nhờ nhãn bia Camel để sản xuất cho mình một cái nhãn bia vẫn là Camel nhưng phiên bản limited. Chỉ phục vụ cho giai đoạn Tết thôi. Nếu mà sau Tết mà các bác đón nhận nữa thì mình bán dài dài. Đúng không? Khách hàng ủng hộ thì chúng tôi vẫn sản xuất. Wow. Rồi, ok. Thôi anh em mình hộ vẫn được nhá. Cùng Camel đón Tết nha. Để em cùng Camel đón Tết. Nào, anh để em. Camel đón Tết nha. Anh em ơi. Cùng Camel đón Tết. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo của anh em mình nha. Bye bye. Chào cả nhà nha.